đang theo dõi kênh của bên em nhá. Hôm nay thì nhà em đây cũng vừa lô hàng nó cũng vừa về, thế là khui ra lại có được bộ anten ngon quá các bác ơi. Đấy, con này thì chỗ này là hơi tuột dây này thì về quá ấn vào xem này, này này. Cái đầu này rất là hay nhá, cái này này. À, bác nào mà có cái kiểu mà dạng đầu tròn ấy, mình đầu đầu đực ấy, mình dùng cái đầu cái này mình cắm vào là ok, rất tiện. Dây này thì em nghĩ xem nào. Nó một cái này là khoảng 10 phân đi. Hai. Đây là cái một cái tập này nó gọi là 20 đi. 20 này. 1 này, 2 này. 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7. 7 2 14 nó khoảng 1m4. 1m4 nó gọi là 1m5 đi. Đấy, lô nào nó khoảng được 1m5 cái dây này. Là các bác kéo lên thoải mái 1m5, em nghĩ là kéo anten thoải mái, thường thường mình chỉ khoảng 50 phân là mình bắt sóng rất là khỏe rồi. Đấy, thậm chí các bác nhìn em còn để sát đất luôn em mới bắt được. Đấy mà các bác kéo lên tầm 50 phân là bắt khỏe rồi. Đây là 1m5 thoải mái để các bác gác lên cao. Đấy, còn đây là cái AM này. Đấy, cái AM này thì đồng thời các bác cũng có thể chế làm FM được nhá. Đấy, mình đặt lên xong mình chế vào làm FM cũng vô tư nhá. Đây là hai găng ten này. Đấy, hàng bãi vừa về xong. Cái này thì em vệ sinh rồi. Đây em vừa lau qua cái khăn ẩm ẩm nên nó rất là đẹp rồi. Về nó bụi mù, còn cái dây này đây, nó cũng vẫn hơi bụi tí này. Đấy, các cái đầu này là người ta đã bọc sẵn cho mình đây này. Đấy, người ta đã bọc sẵn rồi. Đấy. Rất là tiện. Về có chỉ việc ghép vào là nghe thôi. Đấy, nguyên bản từ bên Nhật về. Đấy. Giá cặp này thì em vẫn thôi để cho các bác vẫn là 250 nhá. Đấy, không thay đổi. Vâng. Nhà em nói chung thì hàng hóa là đã giảm là gọi là để nguyên giá gốc chứ không không tăng thêm 1.000 các bác đấy. Thì tại vì lần trước là mấy bác cũng chốt rồi xong vì sau gọi lại gọi là để tranh bộ lỡ nhưng không có. Đấy thì hôm nay hàng nó cũng vừa về. Đấy hôm qua bóc ra, hôm qua hàng về từ sáng nay là hai anh em mới bóc ra xong, vừa bóc ra xong đấy thì có bộ da này thì bảo tôi quay luôn cho các bác tại vì là mấy bác đang hỏi. Ok đấy thì giá là 250 cho bộ FM và AM này nhá. Đấy thì hai cái này các bác có thể là chối đấy, tức là đảo phối đảo lại cho nhau. Đấy là có thể dùng em và AM vô tư, nhưng mà thông thường thì mình chủ yếu là mình dùng em là chính. Thế nên là hai con này có thể đấu vào để bắt cho sóng nó khỏe hơn nhá, dòng dây xa và bắt sẽ khỏe. Còn không mình đặt lên trên này, đặt lên trên lóc máy này. Đấy, xong mình kẹp cái đầu vào hoặc là mình chế đầu cắm vào nó ok. Đấy giá vẫn có 250 cho các bác nhá, cho bộ anten rất là xịn, hàng hàng của Nhật luôn nhá. À, nhiều bác bảo là anh kẹp cái dây điện vào anh cũng bắt được, thì đúng kẹp dây điện bắt được, nhưng mà các bác thấy em hay kẹp dây điện không? Em rất là kẹp dây điện, em lười em không lấy anten em kẹp dây điện đấy nên sóng nó rất hay bị nhiễu. Tại vì sao? Bởi vì là cái bắt sóng FM này nhá, không phải là cái dây nào bắt ở đâu. Thế tại sao người ta không dùng dây điện để làm dây loa? Bởi vì là cái dây điện ấy nó là một cái chất đồng nó khác, và cái dây loa nó là tích hợp từ rất là nhiều cái kim loại khác nhau đấy. Thế nên là khi người ta dùng cái dây loa chính hiệu của nó thì cái độ dẫn tín hiệu nó không bị nhiễu này, và nó sẽ hay hơn đấy. Và cái dây anten nó cũng vậy nhá, cứ không phải đơn giản là có cứ kẹp dây điện là ok, kẹp thì nó cũng có thể lên, em nghĩ là cũng có thể lên được, nhưng mà để nó mà chuẩn sóng của nó, tức là sóng nó lét căng thì em nghĩ là dùng cái này hay hơn. Bởi vì là trong cái này người ta pha trộn rồi người ta làm các kiểu làm sao cho nó giảm độ nhiễu và tăng độ lét lên đấy. Đấy. Đấy, thì mọi thông tin liên hệ thì gọi cho em qua số 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 các bác nhé. Một trong hai số thì các bác gọi cho em số nào cũng được. Đấy. Ok, em xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác tại video tiếp theo bên em nhé.